buộc hai cái tay lại chứ để sơ hở chứ nó cắn. Đừng cắn nữa. Ê, hai cái tay rồi buộc rồi gói dằn để cho nó đưa qua, nó cá bá gói nó cắn không được. Dạ. Chứ vụt ra gì nó vẫn cắn đó, thấy không? Nó vẫn gịch lên nó cắn được. Thật ra thì Tuấn không có muốn mà cử động tay chân mình lên để mà cắn vào miệng mình để gây cho mình đau. Nhưng mà thật sự ra thì cái căn bệnh này nó cũng ngộ quá anh ha. Ngộ muốn sao? Dạ. Chú chào Tuấn nha. Dạ đi con, dạ lớn lên. Dạ. Tuấn ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Trước mắt cô bác quý anh chị là hình ảnh một cái ngôi nhà, một cái mái ấm của một gia đình. Cô bác quý anh chị sẽ cùng theo Bùi Hồ đến thăm gia đình của anh Liêm và vợ của mình. Anh Liêm và vợ của mình sống với nhau rất là đầm ấm, và sau này thì anh với vợ có được một người con, cháu tên là Tuấn. Thì điều đặc biệt ở đây á, là khi sinh ra và cháu đến nay đã hơn 10 tuổi nhưng Tuấn vẫn không đứng dậy được. Thì mọi người ở đây người ta gọi thường là một cái biệt danh nghe rất là tội cho em, đó là cháu Tuấn người rắn. Vậy thì cái thật hư cái câu chuyện đó như thế nào, và nó có gây cho gia đình của anh nó khó khăn gì không, thì xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để đến ngôi nhà của anh. Thì ngôi nhà của anh thì được cắt tạm bợ bằng mái thiết các cô bác quý anh chị, và có vẻ là rất là nóng. Hôm trước thì Bùi Hồ có đến đây một lần thăm. Dạ em chào anh. Dạ anh. Ê ơi, hôm nay thì em đến đây coi như là lần thứ hai đến thăm với anh với lại cháu Tuấn. Thì hiện nay sức khỏe của cháu như thế nào rồi anh? Sức khỏe cũng bình thường tốt, nhưng mà có một cái là tại vì nó còn cắn môi với cắn tay nó thì quá nữa. Nó cắn cái má bên trong này nè. Ở bên trong này nè, nó quậy sáng đêm ngủ không có được. Dạ. Có thể là một số mạnh thường quân cũng như một số người chưa xem được cái clip của em trước đây, thì anh có thể giới thiệu cho em về cháu Tuấn bị căn bệnh này như thế nào và bị lâu chưa anh? Rồi năm nay Tuấn đã bao nhiêu tuổi? Tuấn năm nay 13 tuổi, mà trong bụng mẹ sanh ra thì thời gian trước đó là ra thấy cỡ 8 tháng gì đó nó nằm, nó không có trường, không bò cho mình cũng không biết. Rồi thấy gì mới đi bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm ở ngoài tuần lễ. Rồi bác sĩ nói là đem về đi, bé chậm phát triển rồi từ từ biết đi. Nhưng mà đem về thì nó cũng nằm vậy luôn đó, rồi tới bây giờ luôn vậy. Dạ. Là hiện nay mình đã có chạy chữa nhiều nơi không? Thì đâu có chạy đâu được, tại vì bây giờ cái hoàn cảnh nghèo rồi đâu có điều kiện để mà tiền bạc để mà đi chạy chữa. Hồi lúc trước cấp 8 tháng đi thì nhờ xin tiền đồ của chòm sớm với cái ban trị sự đầu cháu hảo người ta cho gom góp đi, rồi được có một lần rồi cái về tới giờ rồi phương tiện Tuấn giờ đi nó đâu có phải dễ dàng, bởi vì đi xe lớn mới được, còn đi xe đầu không có được, lên nó dãy té chứ. Dạ. Em thì cứ nằm trên nệm suốt vậy đây hả anh Liêm? Không, cái nó nằm trên võng, cái võng đó đó, rồi ban đêm cũng vẫn ngủ võng, tại vì em vô rồi để cho nằm đây nó chơi, chứ nó nằm như dáng này đập động nó không đinh. Dạ. Rồi nếu mà dục tay nó cắn nè, nó cắn hai cái ngón tay cái nè, nát hết trơn, anh thử bắn băng keo bên này cũng vậy. À, dạ. Bên này nó cũng vậy đó, nó cắn xúc móng như. Em không có chủ động được cái đôi bàn tay của mình hả? Không có chủ động điều chế được. Vuột ra lãng cắn, vuột ra lãng cắn là thử ra mình phải mất một cục dây. Dạ. Lúc mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói em bị đó, em bị cái bệnh gì anh? Bác sĩ không có nói cái bệnh gì chứ, bác sĩ nói là bé chậm phát triển gì thôi, đem về đi. Chứ phải nói bệnh thì mình cũng không có tức. Dạ. Cái thời gian sau này cỡ khoảng một năm sau là cũng cho khoảng 8 tháng thì bác sĩ ở Sài Gòn có vô bệnh viện Long Xuyên rồi ở xã giới thiệu cho đi dưới khám đi, chứ cái bác sĩ nó kêu Vịnh đứng lên, Vịnh đứng lên, cái giờ nó nói thế nào lắc đầu cho đựng 100.000 đi xe về là rồi, không nói bệnh gì hết, mình không biết. Là thay vì thì khoảng 3-4 tuổi thì đối với một em bé bình thường thì có thể tập đi và có thể đi được, nhưng mà Tuấn từ bé đến giờ là nằm suốt luôn, nhưng mà với cái là nó nằm, nó ăn cơm là phải hai người phải kèm hai bên, kèm như vậy. Rồi cái khi đút muỗng cơm vô lấy cái khăn á, mình móc đậy cái miệng nó lại, dạ. Chứ để nó phun cơm dữ lắm. Trời ơi. Rồi ban đêm á, là Tuấn ngủ á, là khoảng 45 phút cho đến là 1 tiếng trở lại, tối đa là 1 tiếng là nó thức một lần. Nó thức nó quậy khoảng 20 phút rồi dỗ nó lại, sáng đêm mà chị cầm cực lắm. Dạ. Việc ăn uống cũng khó khăn, thì việc nghỉ ngơi thì tối cháu ngủ ở đâu? Ngủ trong buồng, nhưng mà cũng là cái võng mình luồn vô mùng, nó ngủ trên võng chứ nó không chịu ngủ dưới. Dạ. Rồi bà mẹ của Tuấn thì bằng ngày đi bán vé số, bằng điểm mệt thì mình nên anh phải mắc canh nó để mà giữ cho mẹ Tuấn đang có sức khỏe, đang đi bán. Rồi anh bây giờ anh đang làm việc gì? Bây giờ đâu có làm gì, bị bây giờ cái bệnh nó bị thối quá, cột sống 3 mắt rồi, chứ bị xơ gan F1 đó. Trời ơi. Rồi thành thử ra ở nhà phải giữ, chứ đâu có cái cách nào mà để làm nổi. Trước kia thì anh làm thợ hồ, bây giờ làm hết nổi rồi. Dạ. Là coi như là chỉ có một mình là chị lao động về bán số thôi. Dạ. Chị bán ngày được bao nhiêu tờ chị? À, bán ngày 80 tờ. À. Chị bán hết nguyên ngày luôn hay là một buổi? Bán buổi là vì thời gian nấu cơm cho em tính buổi rồi. Dạ. 80.000 tờ thì mình lời được bao nhiêu tiền ta? 80.000 luôn hả? Nhưng mà hồi cấp mà chưa có vô dịch bệnh á, bán được 80 tờ. Còn bây giờ bán được có bữa 50 tờ, 40 tờ. Ôi. Tại vì cái dịch bệnh này bà con người ta không bằng cái tiền bán không có đủ. Bán bị nó có tới 11 giờ, 12 giờ đang về tiếp đút cơm. Tuấn có thể nói được không? Được, nói chuyện là dạ dạ với cậu với con. Dạ, được, cậu có tiếng nói được thì yên tâm. Lớn lên. Dạ với cậu với con. Dạ lớn lên. Dạ con. Dạ con. Dạ. Ôi ơi, lâu gặn được tiếng, còn có nói được tiếng nào nữa không? Cảm ơn cậu rồi. Dạ. Cảm ơn cậu rồi. Dạ. Cảm ơn cậu. Nói rồi. Nói rồi con. Thay vì thì nếu như mà em mà không có đi đứng được như những đứa trẻ khác thì em có thể nằm, hoặc là nó có thể nằm mà không hại đến tay chân của mình thì nó còn đỡ hơn một tí xíu, đúng không anh Liêm? Dạ. Dạ. Tại vì Tuấn thì nó cực dữ lắm, cực là dầu nó nằm trên võng mình buộc tay, nhưng mà cũng phải canh nó thường xuyên, nếu mà nó ruột hơi lên là nó cắn liền nào đó. Giữ nó cực dữ lắm. Bằng đêm là bằng ngày luôn. Rồi bây giờ á, thì có cái ông thầy ở Hà Nội, ông 33 vô hôm trước, ông trị bệnh cho Tuấn uống thuốc bắc. Nhưng mà thuốc thì ổng cũng như ổng giúp miễn phí hoàn toàn. Mà điều trị ổng phải kêu mình cho Tuấn ăn theo cái chế độ của ổng đó. Dạ. Chế độ ổng thì lo ăn, mình lo thử bây giờ lo khả năng lo không nổi được. Có nghĩa là cao quá so với cái thu nhập của mình. Cao quá mình lo không nổi. Thí dụ như bữa nay á, là ổng kêu phải cho ăn thịt bò, ngày mai phải cho ăn dê, ngày mốt đó là tiền thuốc là ổng cho ăn tôm hùm, rồi đổi trở lại ăn cá sủ, cá sông, rồi đó ban cá sạch đó. Gạo thì qua Đồng Tháp mua cái chỗ mà gạo của tên Tiến gì lên đài đó, làm ký 35.000. Thử ra giờ lo có thể là giờ là đuối luôn, lo không nổi luôn. Dạ. Phải gán theo ổng điều trị đó. Bây giờ vẫn đang điều trị hả? Dạ, thuốc đó thì có ông thầy đây, ổng vẫn còn đây. Trời ơi. Ông gỡ vô thường xuyên, để ra cũng phải gán cho phía sau kìa. Quắc của ổng đây, để cái chiên nấu rồi vậy đó. Nhưng mà mình thấy Tuấn thì đỡ hơn tí xíu nào không? Tuấn thì bây giờ là hồi trước kia uống thuốc tây là mỗi buổi chiều nó bị cảm sốt. Bây giờ uống thì sức khỏe, nó thì thuốc tây thì nó không còn uống, nó khỏe. Với hai nữa nó nói chuyện không có gặn. Dạ. Còn cái mọi cái cắn tay, cắn miệng, phun cơm hình nó còn bình thường chứ không có gì giật giảm hết. Dạ. Nhưng mà đỡ cái sức khỏe nó ít có bị sốt cho con người ta tốt. Dạ. Chú chào Tuấn nha. Dạ đi con. Dạ đi con, dạ lớn lên. Dạ. Tuấn ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi, con ăn được mấy chén? 2 chén. Hôm nay nó giỏi hơn mọi ngày không? Giỏi hơn, nó nói không có gặn. À. Hai chén. Rồi khi nào Tuấn mới ăn nữa? Chiều. À ai sẽ đút cơm cho Tuấn ăn nè? Ai? Mẹ. Ở sao Tuấn không có im cái chân mình được hả? Cháu con không có im cái chân mình được sao? Không. Con cắn tay mình có đau, biết đau không? Không biết. Răng môi nè của anh quay qua cho em xem. Con xoay qua ra cho cậu mà. Răng môi của cháu thì cắn ghét mà đến nỗi mà hai cái môi ở dưới á, 2/2 bên đó nó bị khuyết xuống luôn. Trời ơi. Cái này là hồi đó cái cục thịt này là cái môi đi liền hết trơn, nhưng mà cắn hai bên này là bị mắc thịt trên, còn có một cục thịt này nè. Dạ em thấy rồi. Rồi bây giờ là trở lại nó quậy ban đêm, nó cắn là nó cắn cái má bên trong này, thành thử ra nó quậy sáng đêm luôn. Anh với chị như vậy thì mình có tính là mình sẽ sanh một cháu nào nữa không? Thì chắc là nó cũng ham đó, nhưng mà chắc không dám, vì bởi vì cái hoàn cảnh bây giờ lo mằn hàng ngày để lo sống mà đủ, muốn sống hụt hơi nữa rồi lo cho Tấn nữa, làm sao dám nghĩ đến chuyện đó bây giờ. Với dạ. Chị bệnh nữa không có dám sanh. Dạ. Tấn thì bệnh tim, tim. Dạ. Lúc trước thì em hỏi cái chuyện này, lúc trước là mình siêu âm có mang bé Tuấn thì mình siêu âm là cháu bình thường không anh? Siêu âm 4 lần luôn á, mà siêu âm 4 chiều đó thì bé cũng bình thường, dạ. Không có gì trở ngại, nhưng mà tới sanh ra thì thấy nó cũng nằm bình thường như đứa bé khác, nhưng mà cỡ 8-9 tháng nó thấy nó lạ, con ta là nó không có lặt, dạ. Nó không lặt thì nó không có trường, thì giờ mới bà con là nó mới kêu thôi đi Nhi Đồng 1 khám mới xin tiền rồi. Sanh anh mau lắm, ra 3 tiếng rưỡi lần đó. Dạ. Ôi tội quá. Anh Liêm thì hôm nay thì em đến đây thì em quay cho mọi người biết về cháu Tuấn như vậy. Anh có thể cho em cái số điện thoại đọc trên đây để với lại cái tài khoản ngân hàng của mình, để Mạnh Thường Quân có biết giúp đỡ cháu Tuấn cũng như là hỗ trợ anh được một phần nào đó trong cái quá trình mà điều trị cũng như là trang trải cuộc sống cho vợ chồng anh, để mọi người biết đến. Tại vì cái quãng đường của em thì đi qua xa, đi qua anh thì rất là xa. Dạ, bây giờ thì anh có thể đọc cái số điện thoại của mình đi anh Liêm. Điện thoại 03 980 524 79. Dạ. 03 980 524 79. Dạ. Dạ. Còn cái số tài khoản thì không có nhớ, thì mày lấy giấy thì, bà con là cái tài khoản của mình đây hả? Cái ở dưới cái phần ô mực nè. Ở đây là chi nhánh huyện Phú Tân. Chủ tài khoản là Phan Văn Liêm. Số tài khoản là 670426213963. À em thấy rồi nè, Phan Văn Liêm. Cô bác quý anh chị nếu như mà muốn giúp đỡ thì hỗ trợ anh Liêm thì có thể liên hệ qua, gửi qua số tài khoản này, hoặc là qua số điện thoại mà anh Liêm vừa đọc và Bùi Hồ để trên màn hình. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều. Quá trời đâu số. Anh Liêm ơi, như thế này thì hôm nay em đến đây qua thăm anh, thì thăm cháu Tuấn cũng như là gia đình hoàn cảnh của anh, thì em có gửi cho anh cái số tiền là 2.300.000 đồng. Thì cái số tiền 2.300.000 đồng này là tiền của cô Hương với cô Huệ. Cô Hương thì là 1.300.000 đồng và cô Huệ thì 1 triệu đồng. Thì cô Hương với cô Huệ là Việt Kiều của nước Bỉ. Thì em thay mặt cô và em gửi cho anh để cho giúp anh trang trải trong cuộc sống. Cảm ơn cô Hương với cô Huệ để giúp đỡ gia đình, ủng hộ trong cái thời gian này để có tiền lo cho Tuấn ăn uống, để mà mua đồ ăn rồi đặng trị bệnh cho Tuấn. Dạ. Cảm ơn hai cô nhiều. Dạ em thôi thì cố gắng, mình cố gắng chăm sóc cho Tuấn, rồi em luôn chúc anh sức khỏe càng ngày càng tiến triển tốt hơn, chúc chị mua bay bán đắt hơn nha chị ha. Cảm ơn. Dạ. Rồi bé Tuấn có nói gì không? Tuấn có nói gì chào mọi người không? Cảm ơn hai cô không? Quay qua coi. Cảm ơn hai cô coi. Cảm ơn hai cô đi con. Quay qua coi. Cỡ gì? Bye bye. Bất cỡ. Thôi vậy em chào luôn nha anh. Rồi. Dạ.